Hội thảo với sự tham gia của đông đảo phụ huynh tại nhiều địa phương của tỉnh Thái Nguyên đã cho thấy vấn đề định hướng nghề nghiệp sớm đang ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều gia đình học sinh. Tại đây, những chia sẻ của các chuyên gia giáo dục đã làm rõ thêm về chính sách, chủ trương trong việc phân luồng học sinh sau trung học cơ sở của ngành giáo dục và đào tạo, định hướng nghề nghiệp ở tuổi 15 cộng. Các mô hình, đơn vị đào tạo sau trung học cơ sở có tiềm năng và chất lượng nhất hiện nay. Bên cạnh đó được giao lưu, đối thoại trực tiếp, qua đó giúp phụ huynh đưa ra quyết định đúng đắn nhất khi cùng con lựa chọn hướng đi trong tương lai. Trước kia mà mọi người nghĩ đến con mình học trong trường nghề thì đó là một cái gì đó rất là đáng xấu hổ và không dám khoe ra với mọi người, đúng không ạ? Nhưng mà với bây giờ thì đã khác nhiều rồi. Cá nhân mình cũng muốn là làm một cái gì đó khác đi. Và cho con mình cũng làm cái gì đó khác đi, mình đã cho con mình thay đổi. Và hy vọng rằng là những cái sự đón nhận của mình và cái lựa chọn của mình nó là đúng đắn. Tham gia sự kiện với vai trò chuyên gia giáo dục, tiến sĩ Nguyễn Lê Minh, nguyên phó vụ trưởng, phó ban chương trình quốc gia về việc làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhấn mạnh. Tư vấn hướng nghiệp có vai trò quan trọng giúp cho học sinh nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp, chọn được nghề phù hợp với bản thân và nhu cầu của xã hội. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn không ít học sinh khi sắp tốt nghiệp phổ thông rồi, vẫn không biết mình thích nghề nào, không hiểu mình hợp với ngành nào và phải học gì để làm một nghề nào đó. Vì vậy, các hoạt động hướng nghiệp và trải nghiệm nghề nghiệp từ sớm sẽ giúp ích cho các em học sinh rất nhiều. Hiện nay là chúng ta cũng đã bắt đầu đi vào nền nếp làm hơn và Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã có xu thế là có một cái sự phân luồng rất là tốt. Và các trường dạy nghề của chúng ta hiện nay cũng đã học tập các mô hình nước ngoài là dạy cho các con những cái mà xã hội cần, dạy cho các con có thái độ làm việc tốt. Bây giờ chúng ta cũng phải nghiên cứu xem là dạy những cái gì, dạy như thế nào. Vấn đề không phải là học cái gì mà học như thế nào, tự học như thế nào, phấn đấu cho các em. Chứ còn nếu mà tốt nghiệp ra mà lại thất nghiệp ấy, thì điều đó không tốt cho bản thân các em, gia đình các em, mà xã hội cũng chả mong muốn có cái câu chuyện đó. Thì cái này là nhà nước cũng đang phấn đấu, mà trong đó một trong cái hướng là làm sao cho các con chọn được cái nghề đúng theo cái năng lực, theo cái đam mê của mình và phù hợp với nhu cầu của xã hội. Trong chương trình giáo dục mới đang được ngành giáo dục thực hiện, một trong những mục tiêu quan trọng là đào tạo theo định hướng nghề nghiệp. Và thực tế, nếu làm tốt hướng nghiệp ngay từ trong nhà trường sẽ góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, làm trái ngành, trái nghề của sinh viên ra trường. Còn với chính bản thân mỗi em học sinh, việc định hướng nghề nghiệp sớm cũng giúp các em có lộ trình học tập đúng đắn và tự tin vào lựa chọn của mình, cũng như có lợi thế cạnh tranh hơn trên thị trường nhân lực.